Các bạn để được ngắm một cái dúi rất đẹp này, các bạn nhìn xem nó có lạ dáng không. Đây, cái dúi đang được trưng bày tại câu lạc bộ Yên Lạc Vĩnh Phúc, đem sang trưng bày triển lãm đây. Xem là của dúi của ai đây, nhà vườn Xuân Dâu. À, nhà vườn này rất nhiều cây đẹp, từ nãy tôi soi cứ cây có nhớ có cái điện thoại là 3 số 9 cuối 5153 số 9, rất nhiều cây đẹp. À, cái đây là cây của nhà vườn nhà mình à? À thằng nào từ nãy cứ nhìn thấy mấy cây đẹp đẹp soi toàn số 3 con 9 đây rồi. Xuân Dâu. Chào tất cả các anh em nhá, chào tất cả các bác nha. Ok em đứng sát sát với cây dúi, cái xem nào, đứng sát với cây dúi chủ nhân của tác phẩm này rồi. Nhìn thấy cây những người rất ấn tượng và đặc biệt này. Bọn Sai Đinh Vượng đang review cái rễ dúi phải không? Vâng, đây là một cái rễ rễ suối. Con này khai thác ở trên rừng anh ạ. Nó cũng lâu rồi. 5 năm rồi. Cái này nó đẹp ở cái đường nét đường chạy của nó nhỉ? Vâng, nó có cái đường chạy. Cây thì nó còn còn hoàn thiện hơn nữa. Còn phải làm. Còn phải làm nữa, vài điểm nữa. Trước mắt đang trong cái giai đoạn làm cây nên là mình vẫn cứ phải vẽ bông vẽ tán đầy đủ này tí để ngắm cho nó chơi dần anh mà. Nghĩa là chơi vừa làm vừa chơi. Đến lúc hoàn thiện thì là vừa làm vừa chơi chứ không phải là bây giờ cắt hết đi một loạt xong để sẵn chơi được. Chơi làm sao mà nó 5 tháng nữa. Cái con này thì đa số là chơi cái đường nét của cái thân pháp nó chạy rồi. Vâng. Đấy, còn tay bông ở diễn thêm. Con này cơ bản đây anh quay mặt này chính này. Đấy, ngoài thân pháp thì nó có cái điểm nhấn cái hình mặt đây. À, nó hình cái con gì đấy? Đấy đấy, anh nhìn nào, nghĩa là nó cũng ra nó cái hình nó như cái con hình gì thú nhỉ? Ừ, hình thú đúng không? Đấy, hình thú. Chạy nó ngon nghe, nó có cái mắt kia. Vâng, đấy nó cũng có cái mắt đấy. Nó con này thì nhìn chơi nó nhiều phía anh ạ. Con này mà giờ giao lưu bao nhiêu tiền à? Cây nhà em làm nên là cũng chưa có ý định là muốn giao lưu. À, vẫn đang muốn giữ để chơi. Vâng. Bởi vì mình còn non trẻ nên là cũng muốn đi theo các bác đi trước thì phải là chịu khó làm những tác phẩm của mình để sau này còn đi chơi được nhiều hội hơn. Bây giờ nếu mà để như thế này nhá, nhìn nó như là cái đồ quần hiêu ấy. Đấy đấy đấy, tính từ ở cái phần đồ ở trên đúng không, là như cái đồ hiêu. Đấy, có hai cái gạc sừng. Đây là cái đồ quần hiêu. Đấy. Cái này sau này em sẽ phải nghĩa là đến cái lúc giai đoạn hoàn thiện ngọn ấy thì mình sẽ phải chạm lên đây đi, cắt bỏ này đi thì nó sẽ làm một cái côn pháp chạy nguyên cái đường chính thôi. Nó không bị có cái cành phụ ở đây này nữa, không để thì nó sâu cây. Vâng, để thì nó đầm cây, nó đầm cây hơn mà nó, cây. Nó kéo ra chính hay đi chứ, nó là cái dễ ăn xuống nhỉ. Vâng. Em rất thích những cái đồ phong tranh kiểu này nhưng mà cũng đi tìm cũng ít anh ạ. Không, chính là để lại cái rễ đẹp hơn. Nó tạo thành cái cung ở dưới nữa, tạo thành không khoảng không gian. Nó trói buộc cái không gian này là mới đẹp này. Cái khoảng không gian này. Còn nếu giờ cắt đi thì nó không gian mở nó bay hết. Nó thóng. Nhưng mỗi người một cái ý tưởng. Và thực sự là rất ấn tượng con này. Vâng. Thì anh về dùng chưa? Dùng hơi tốn đấy. Dễ rất lạ. Có lẽ cây này chắc chắn là sẽ nhiều người hỏi, nhiều người muốn mua. Bởi vì cái dễ dúi, giờ dúi đang lên ngôi. Cây dị đẹp như thế này. Chúng ta ngắm tiếp một cây dúi đây nữa này. Thì em trong kia có mấy cây cũng đẹp nhỉ? Vâng. Mới chơi mà toàn cây sưu tầm toàn cây đẹp đấy. Vâng. Chắc có quân sư giỏi đúng không? Không, tự mình làm hết anh ạ. À thế à? Vâng. Chúng ta cũng bởi vì là nói thật với anh là em là bonsai Xuân Dâu. À, em bonsai kênh Xuân. TikTok của em là Xuân Dâu. À. Thì tất cả những cái ở trên kênh TikTok á, tất cả những cái hàng của nhà em là đều là em hàng khai thác và mình cũng mua bán ở trên anh em khai thác ấy. Rồi đầu về mình mới tạo tác học hỏi, ví dụ đi chịu khó đi những cái triển lãm như này anh này. Thì các bác có những cái cây dáng thế mình sẽ học hỏi nhúc nháy được những cái gì nó hay nó tốt
thì mình về mình sẽ áp dụng vào những cái cây của mình. Vì mình là người đi sau mà, phải học người đi trước rồi. Như thế là có năng khiếu đấy. Để làm được, học được và làm được và chế tác được ra này, thì là tất cả những cái cây của nhà khiếu là đều là do tự tay làm hết. Có nhiều người đi chơi rất nhiều, xem rất nhiều, hiểu được, nói được, nhưng mà để làm được thì không thể làm được. Ví dụ mình cái cây này, mình thích cái cổ ngọn này chẳng hạn đấy, thì mình phải quay và lưu vào. Đến một lúc nào đấy mình sẽ có những cái cây và mình sẽ học hỏi những cái cổ ngọn của người ta làm sao để cho nó làm cho nó tốt ấy, thì mình sẽ áp dụng vào. Gần như đây là những cái bản demo đúng không? Đi xem những cái cây nào mà nó đẹp, nó là cái bản demo. Xong về mình diễn theo. Có những cây của mình là tương tự, giống như thế là mình diễn theo đúng không? Mình diễn theo, cóp nhặt lên đấy. Như là đây người ta làm cái con ngọn rất chi đẹp anh nhá. Đấy, bên cạnh có những tản này thì mình sẽ học hỏi cái cách làm ngọn người ta đây. Hơi được cái cổ ngọn cái này. Đường người ta từ đây lên đây thì người ta sẽ chia ra một cành này chẳng hạn, chia cành này và đây làm ngọn. Thì mình sẽ học những cái kiểu này để mình sẽ vẽ những cái ngọn của mình. Đấy, còn đâu thì tay cành nó tùy theo cái dáng thế của từng cây nên là mình không áp dụng được triệt để vào, nhưng mà mình sẽ học hỏi những cái gì nó tinh túy. Tức là cập nhật mỗi cây một cái lối, chỗ nào đẹp thì mình có thể học vào đúng không? Cái đường cổ ngọn, đường thân, rồi ăn về cái tổng bóng nha. Nó như ngôn ngữ Việt Nam ấy, chấp nhận của rất nhiều các nền tảng vào mới thành ngôn ngữ người Việt bây giờ được. Nhưng phải nói thực sự em có năng khiếu về cây cảnh đấy. Thì khi xem hiểu được và từ cái hiểu, cái biết xong đến cái làm được. Chứ có nhiều người hiểu và biết nhưng nói được nhưng không thể làm được. Không phải đơn giản, cây cảnh nó là thế. Mình còn non trẻ về học hỏi nhiều anh ạ. Lại rất khiêm tốn nữa. Thế thì ngày mai sẽ thành rất tài đấy. Như cây này là bên ban tổ chức đang đặt sai đây nè. Cây này là một cái ruối chứ không phải một cái xanh điền. Ừ, nhầm tên. Đấy, cây này là ban tổ chức đang ghi sai. Chắc nhầm. Chắc xong. Nhưng mà cái ông đi treo khi treo sai. Đấy, chị Hiền này. Kia cây xanh điền chắc bên cạnh kia, cây nhỏ đó, kìa. Cây của phó ban tổ chức chứ. Đúng rồi. Chị Hiền ở trong ban tổ chức. Chắc là rất tuột ra mọi người cài đấy. Cài luôn vào đây. Không có thông biết đéo gì cả. Nhắc thì mày đến là nhóc một tí. Đang đi lại gặp cây này, thân pháp nó cũng hóa ghê gớm ấy, rất lạ mắt. Nó như cái cổng làng. Con này mà có cái phong tranh thì đẹp lắm các bạn nhé. Nhưng mà do để ra đây nó bị loạn. Còn con này mà có một cái phong tranh vào đây thì đẹp thôi rồi, nó đẹp từng cái những cái chi tiết đường chạy. Cái xì rất dài, cái xanh. Hai vợ chồng lại chia tay sớm thế? Bọn em xin phép bọn em xuống lại đem cô thế. Rồi, xin chào nhé. Rồi, ok. Rồi, có cây xì đặc biệt rất hết này quý vị. Cũng không giống ai này, cây xì này lạ này. Đó, cái bông của nó mỏng như thế. Thì bây giờ mình sẽ nhỏ bông. Cặp con xì này rất lạ này. Thì ra ở đây mà làm một cái lên phong tranh.
thì sẽ nổi hơn rất nhiều. Để này thì nó hơi loạn. Nghe quen lắm, không biết là có xe gì nhỉ? À, anh kênh bonsai Đinh Vượng. À, đúng rồi. Em nghe thấy sáng ngày lúc anh nói là em nghe thấy quen lắm. Cứ hay xem cả kênh này. Đúng rồi. Nhưng mà ít cho lên sóng bởi vì mình cứ đi quay coi. Cái lộc vừng giống hoành, lào ra. À, cái cây này, xanh này nhìn cái bộ gốc lũng già đấy. Nó như một cái rừng. Cái nhìn cái bệ đẹp lắm các bạn ạ. Này có cái bệ này. Có những cái nét rất tự nhiên. Nó buông một cách rất tự nhiên này. Cái lối tự nhiên này. Cây này em Vũ Kim Cúc đã lổ được rồi, đã bắt tay giao dịch cái cây này hôm qua. Cái rất già. Có cái đường chạy cũng đẹp các bạn. Độ dẻo rất dẻo. Còn theo bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.